Dạ, lời đầu tiên cho phép Hồ Minh Đương xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả những người bác, người cô, người chú, người anh, người chị, lời chào thân thương. Hồ Minh Đương hôm nay đến với mẹ đồng quê. Hồ Minh Đương cũng xin kính chúc cho tất cả bà con nơi đây dồi dào sức khỏe, làm ăn thành công. Và Hồ Minh Đương cũng không biết nói gì hơn. Cũng ngày Trung Thu với lại là một cái tháng mà miền Bắc đã mà gây ra một cái trận bão Yagi rất là nặng nề. Và Hồ Minh Đương cũng không biết nói gì hơn. Xin chúc cho mau vượt qua. Và Hồ Minh Đương cũng có một chút lòng để gửi tới cái phần từ thiện này để mà giúp đỡ người miền Bắc. Và Hồ Minh Đương gửi xong Hồ Minh Đương hát. Dạ, cho một tràng pháo tay lớn lớn lấy tinh thần. Dạ, con xin gửi một bài tân cổ được mang tên Đêm Tạ Từ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Dạ, còn rất là nhiều anh em nghệ sĩ. Dạ, rồi xin chớ quên nhau, nghẹn ngào trong tim không nói sao đến đời. Bạn đi tôi ở lại, nghe trong lòng mang nặng buồn đau. Bạn đi tôi ở lại, nghe trong lòng mang nặng buồn. Đồng hai phương trời ly biệt, em nỡ tôi đi cách biệt hai mình. Dù càng ly đừng nhớ người yêu mình, sáng mai đây tôi xa rời muôn ở quê nhà. Tình bạn nghèo xin chớ thôi pha,
rồi đất trời mong có được ngày mai tìm tương lai nơi chốn xa xôi mong manh cố giữ lòng yên dù xa cách lòng không chia cánh đứa trai đã hồn nhưng đừng bạn đừng phai Rồi, Hồng Minh Đường xin cảm ơn và Hồng Minh Đường xin kính chúc cho tất cả bà con nơi đây nhiều mạnh khỏe, vạn sự thành công. Bà con miền Bắc mau chóng qua cơn bão này và Hồng Minh Đường sẽ nhường mi lại cho những anh em nghệ sĩ tiếp theo. Dạ, Hồng Minh Đường xin cảm ơn.